kiếm dở ra. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Bây giờ Khải chúc anh em xem video vui vẻ lắm ơi. Ở video này thì ở server mới nha, sau này là server mới nha. Server mới bên server Đại Gia Sơn cùng công chiến sư chấm con. Thì sắp tới đây Khải đang tìm một cái phôi sát thương trên 40 kèm sát thương 1% để Khải hóng binh ra cái nọ để Khải làm cái nọ ạch chính anh em. Mà hiện tại bây giờ thì server chưa tìm được phôi nên là Khải chuẩn bị trước 14 bộ thị tinh. Đây là cái tam sắc thạch này, là gọi tóm tắt nôm na là 14 bộ thị tinh khắc loại nha anh em. 14 bộ thị tinh khắc loại nha anh em. Khải mua hải này 14 bộ. Ok. Có hóng binh thạch không? Mua 11 cục. 11 cục. Đó, Khải chuẩn bị khoảng 15 lần hóng binh anh em. Mà đây thì đây tính ra là cứ một tam sắc thạch là một bộ nha anh em. Một tam sắc thạch là một bộ. Nói cho anh em xem đó, như này là hai bộ này, đó. Còn bắn này dư. Bắn này dư, đó. Đây được hai bộ nó thành 16 bộ. 16 lần hóng binh. 16 lần hóng binh mà đây ba cái hóng binh thạch rồi. Thì Khải mua 13 cái nữa. 13 cái nữa. 13 cục hóng binh. Thôi, để dành thôi. Nói chung là sau này sẽ cần đến anh em, không bao giờ mà không cần. Sau này sẽ cần đến cái hóng binh này. Hiện tại bây giờ thì Khải mua Khải để dành thôi anh em. Rồi ok, chung thì đã chơi thì đầu tư, thì đầu tư thì phải hên xui bây giờ tìm mua cái nỏ chua quá nè. Nên là Khải để dành ít hóng binh sẵn rồi, sau này Khải có được phôi nào thì Khải hóng. Còn không có phôi nào, nếu mà mua được thắng cái vũ khí ngon thì Khải mua luôn nè. Khải mua rồi cái hóng binh này, cái tam sắc thạch này Khải sẽ bán lại, thì nói chung là không có lỗ. Rồi, nói chung vậy thôi. Anh em xem thì quan trọng một like chia sẻ nha. Chung thì có ở đâu, mất cái video này Khải đầu tư để Khải chuẩn bị hóng binh thôi nè. Khải có ngọc bội hợp mập sinh lực không? Không ngọc lắm cao ơi. Khải có một cái Khải đang xài thôi em ơi. Khải có một cái đang xài thôi em.